Ok, nhưng em cái web này mình thấy khá là uy tín, các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 5 phút là các bạn đã có thể là kiếm được 40.000 miễn phí này. Đây, mình rút cái là về luôn nhá. Khá là ok nha anh em. Nói chung con web này là một web khá là ngon các bạn. Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn một con app cực kỳ là ngon. Các bạn đăng ký thành công thì các bạn sẽ nhận được là 2 đô tương đương với lại 40.000, và 40.000 này các bạn có thể là rút thẳng về nhá. Thì các bạn phải làm theo hướng dẫn của mình các bạn mới rút được. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản trước, sau đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi con này cũng như là cách các bạn có thể là rút được 2 đô về phí của các bạn nhé. Để đăng ký tài khoản thì bạn sẽ click vào link mình để dưới phần mô tả của video nhé. Nó chuyển bạn đến cái giao diện như này thì bạn sẽ đặt cho mình cái tên này. Cái tên các bạn thích đặt như tên như nào thì bạn sẽ nhập vào đây nhá. Chọn cho mình cái mật khẩu này, mật khẩu giao dịch. Các bạn lưu ý cho mình là hai cái mật khẩu này khác nhau nhá. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là cái địa chỉ email của các bạn nhá, cũng như là cái Telegram của các bạn này, và các bạn nhập cho mình cái mã xác nhận ở đây. Rồi các bạn click phần đăng ký, như vậy là các bạn sẽ đăng ký được một cái tài khoản và các bạn sẽ nhận được là 2 đô miễn phí nha. Và 2 đô đấy các bạn có thể là rút về phí của các bạn luôn nhá. Ok, thì sau khi mà đăng ký tài khoản thành công rồi thì các bạn sẽ vào đây và các bạn sẽ chuyển sang tiếng Việt các bạn sử dụng cho dễ nhá. Ở đây thì các bạn có thể thấy này, thành phiên này, hoa hồng cho mỗi đơn đặt hàng là 0,25 nhá. Nếu mà không thì các bạn có thể là sử dụng được luôn cái gói này nhá. Thì các bạn click ở đây cho mình này. Ở đây thì các bạn có thể là nếu như mà các bạn muốn gia nhập ở cái level 1 thì các bạn sẽ cần là 48 đô nhá. Level 2 thì các bạn sẽ cần là 236 đô này. Đây là những cái gói mà phải trả phí nhá. Còn anh em sẽ được chơi cái gói miễn phí ở đây. Các bạn có thể thấy này, nhiệm vụ là 4 này, cũng như thời gian hiệu lực này, và hoa hồng cho mỗi đơn hàng là 0,25 USDT nhá. Và nếu như mà các bạn chưa nạp tiền thì các bạn vẫn có thể là đặt được đơn. Các bạn sẽ vào cái phần VIP này cho mình này. Ở đây thì các bạn sẽ bắt đầu là nhận những cái đơn hàng ở đây nhá. Các bạn sẽ nhận được là 4 đơn thì các bạn sẽ bắt đầu cho mình này. Đây thì nó sẽ kiểm tra đơn hàng cho các bạn nhá. Ở đây, xác nhận nhá. Ok, các bạn cứ làm cho vậy như vậy cho mình 4 lần là các bạn sẽ được là 1 USDT nữa nhá. Đây, mình sẽ làm hết 4 đơn nhá. Ok. Tiếp tục này. Đơn cuối cùng nhá. Rồi, như vậy là mình đã được là thêm được là 1 USDT nữa nha. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái hướng dẫn của nó ở đây nhá, cũng như cái doanh thu này, thì các bạn có thể là vào những cái Telegram nhá, trung tâm khách này, Telegram này, và đây liên hệ trực tiếp với lại chăm sóc khách hàng nhá. Phần của tôi đây thì các bạn có thể thấy này, cái doanh thu của mình là 2 USDT này, nhiệm vụ các kiểu ở đây nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút 2 đô miễn phí này về nha. Để rút 2 đô miễn phí này thì các bạn sẽ phải liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng nhé. Và trước khi mà liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng để rút 2 đô thì các bạn sẽ thêm cái thông tin cho mình nhé. Ở đây thì các bạn sẽ thêm thông tin cho mình này, quản lý rút tiền này, cũng như tài khoản này, chi tiết này, mật khẩu thanh toán và thẻ ngân hàng, thì các bạn sẽ thêm hết thông tin ở đây cho mình nhé. Ok, sau khi mà thêm cái tên thật của các bạn rồi thì các bạn sẽ thêm cái thẻ ngân hàng cho mình này, click ở đây. Sau đó là các bạn sẽ thêm cái địa chỉ rút tiền nhá. Ở đây thì các bạn sẽ tên thật của các bạn ở đây nhá, cũng như là các bạn thêm loại này, USDT này, TRC20 này, mật địa chỉ phí thì các bạn sẽ thêm vào đây nhá, cũng như là cái mật khẩu giao dịch thì các bạn sẽ thêm vào đây. Giờ thì mình sẽ thêm địa chỉ phí nhá. Sau khi mà các bạn thêm địa chỉ phí rồi thì các bạn sẽ thêm cho mình cái email nhá, và các bạn lấy mã xác nhận cho mình này. Thì nó sẽ gửi một cái mã xác nhận về email của các bạn, các bạn sẽ nhập vào đây nhá. Ok, sau đó các bạn sẽ xác nhận thêm này. Rồi ok, cái đây mật khẩu giao dịch của mình nhầm nhá, thì mình sẽ nhầm lại này. Rồi sau đó các bạn sẽ xác nhận thêm cho mình nhá. Như vậy là mình đã thêm thành công, các bạn có thể lấy thêm địa chỉ phí thành công rồi. Sau khi mà thêm địa chỉ phí thành công rồi thì các bạn sẽ copy cho mình nhá. Các bạn sẽ copy cho mình một cái liên kết này. Ok, thì các bạn sẽ phải chia sẻ cái đường link này lên Facebook của các bạn nhá. Và cái đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng để được rút 2 đô nhá. Đây, các bạn sẽ click phần doanh thu cho mình này. Ở đây thì các bạn sẽ liên hệ với Telegram nhá. Ok, các bạn sẽ liên hệ ở đây nhá, online này. Đây, các bạn sẽ go cho mình thì nó sẽ chuyển bạn đến cái Telegram của admin nhá. Thì các bạn sẽ nhắn tin cho người ta là các bạn muốn rút tiền VIP không. Ok nha anh em, thì khi mà các bạn muốn rút tiền VIP không ấy thì các bạn sẽ liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng này. Là bạn muốn rút tiền VIP không nhá, thì người ta có hướng dẫn cho các bạn ở đây. Đầu tiên là các bạn sẽ chụp ảnh xác minh tên thật này, phí ba lên nhá, cũng như là chia sẻ ảnh chụp màn hình lên mạng xã hội này,
cũng như là ảnh màn hình tài khoản của bạn này và ảnh màn hình về việc tham gia, bạn đã tham gia nhóm Telegram nhá. Chỉ vậy đơn giản thôi. Thế người ta hướng dẫn cho các bạn này và các bạn làm theo nhá. Các bạn làm theo. Khi mà các bạn làm theo rồi, người ta sẽ duyệt và người ta sẽ cho bạn rút là 2 USDT miễn phí ở đây nhá. Và các bạn con này nó có một lưu ý nhá. Nếu như các bạn muốn rút tiền VIP không thì các bạn mới phải là liên hệ với admin thôi. Còn nếu như mà các bạn nên tự lên VIP và các bạn rút cái tiền ở VIP 1 của các bạn thì các bạn sẽ không phải liên hệ để được xét duyệt nhá. VIP không thì mới phải liên hệ để được xét duyệt thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ ra mình rút tiền nhá. Và sau khi mà admin đã kích hoạt cho các bạn cái chức năng rút tiền VIP không rồi thì các bạn sẽ vào và các bạn rút tiền cho mình nhá. Số dư là 3 USDT này, nhưng mà các bạn chỉ rút được là 2 USDT nhá. Nếu như các bạn muốn rút tiền thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái phí của tôi này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là rút tiền nhá. Và ở đây thì các bạn sẽ nhập cái phương thức rút tiền nhá. Cũng như là cái số tiền các bạn muốn rút nhá. Ở đây thì mình sẽ chọn là 2 này và các bạn sẽ nhập cái mật khẩu thanh toán nhá. Ok, sau đó các bạn sẽ chọn gửi đi cho mình nhá. Rút tiền thành công này. Bây giờ mình chỉ cần đợi tiền nó về ví thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo những cái gói ở đây nhá. Những cái gói mà các bạn có thể là lên VIP này, ví dụ như là các bạn nạp vào 48 USDT thì các bạn sẽ được là VIP 1 và 236 USDT thì các bạn sẽ được là VIP 2 nhá. Hoa hồng mỗi đơn hàng sẽ là 1,20 nha, 1,20 đô, 1,2 đô nhá. VIP 3 này thì các bạn chỉ cần 780 đô và hoa hồng mỗi đơn hàng thì được là 2,1 đô nhá. Và đơn hàng sẽ được là 10 đơn một ngày. Tương tự như vậy thì các bạn mua những cái gói VIP càng cao thì hoa hồng của các bạn được nhiều nhá, càng được nhiều. Nhưng ở đây thì các bạn có thể là chơi miễn phí cũng được nha. Và cái gói VIP không này thì là nó sẽ cho các bạn chơi trong vòng 3 ngày nhá. Đó, các bạn lưu ý cho mình. Còn cái VIP 1 này thì các bạn sẽ cần là 48 đô và mỗi một ngày thì các bạn sẽ được là 4 đơn hàng nha. 4 đơn hàng tương đương với lại là 1 đô nha. Thì các bạn có thể cân nhắc hoặc các bạn có thể chơi miễn phí, đăng ký tài khoản và nhận 2 đô, sau đó các bạn rút tiền. Rồi các bạn có thể là tham gia đi chia sẻ cho bạn bè để kiếm thêm hoa hồng được nhá. Ở đây các bạn có thể mời bạn bè copy cái link này và đăng lên những hội nhóm thì có người theo cái link của bạn chơi, bạn sẽ có hoa hồng nhá. Ở đây thì nó còn có cả giới thiệu này, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn ở đây là những cái mà các bạn mua VIP thôi, không có gì cả, thì các bạn có thể tham khảo lên nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là nếu như các bạn muốn lên VIP 1 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là nạp tiền nhá. Nạp tiền các bạn click vào bàn phí của tôi này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là nạp tiền này. Rồi đến đây thì các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ ví này nhá. Và các bạn sẽ về cái ví chứa USDT của các bạn nhá. Đến đây thì các bạn sẽ chọn cho mình là USDT nhá. Rồi, chọn gửi này. Các bạn sẽ dán cái địa chỉ nhá. Cũng như cái số lượng, ví dụ như các bạn muốn nạp là 50 đô thì các bạn chọn là 50 đô, sau đó chọn tiếp tục như vậy cũng được nhá. Rất là đơn giản thôi. Sau khi mà chuyển thành công thì các bạn click ở đây và tôi đã trả tiền là được nhá. Ok, còn đây là cái nhiệm vụ này. Thì các bạn có thể kiểm tra cái nhiệm vụ ở đây nhá. Những cái nhiệm vụ mà các bạn làm nhá. Còn cái trang chủ này thì có giới thiệu này cũng như là hướng dẫn thì đây các bạn có thể xem hướng dẫn ở đây nhá. Click vào đây để xem. Và kéo xuống đây. Kéo xuống đây là những cái người đang sử dụng nhá. Những người đang kiếm tiền trên đây, khá là nhiều người chơi. Ok, bây giờ mình sẽ xem tiền nó về chưa nhá. Đã trả nha anh em, nhận được 2 đô rồi nhá. Các bạn có thể xem ở đây. Rút tiền cũng khá là nhanh nhá. Ok nha anh em, cái web này mình thấy khá là uy tín. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 5 phút là các bạn đã có thể là kiếm được 40.000 miễn phí này. Đây, mình rút cái nào về luôn nhá. Khá là ok nha anh em. Nói chung con web này là một web khá là ngon, các bạn chờ luôn cho mình nhá. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video và các bạn nhớ xem video hướng dẫn để biết cách nhận 40.000 miễn phí nhá. Giờ thì mình sẽ dừng video và quay ra zoom tặng quà cho mọi người nhá. Mình sẽ lấy cái video mới nhất của mình nhá. Chọn này. Có 116 lượt bình luận hợp lệ thì mình sẽ chọn ra 3 bạn may mắn nhận tặng quà nhá. Bạn thứ nhất này. Rồi, bạn thứ nhất nhá. Bạn liên hệ mình nhá, chọn ra một người nữa này. Bạn thứ hai này, bé tổng lái này, bạn liên hệ với mình nhá, chọn là một người nữa nhá. Ok, phụ hồ này,
Ba bạn liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nha. Anh em muốn nhận quà từ mình thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được quà trên kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.